Thầy Tuấn và cô giáo này thầy Đức. Thầy Đức không biết thầy Đức đợt này thầy Đức có dạy không nhỉ? Cô không rõ xem thầy Đức có dạy không. Thầy có xin dạy. Nhưng mà thì quán triệt tư tưởng thì chắc chỉ có cô Châu là chính, vì thì thầy Đức bên bộ môn khoa máy tính chỉ là sang xin dạy bên phía này thôi. Nếu cô không dạy được nữa thì chúng ta sẽ chủ yếu là mã SQL nhé. Hỏi vấn đáp ở trên bài tập lớn thì cũng chỉ hỏi mã SQL thôi. Còn cái việc mà em làm bài tập lớn yêu cầu liên kết kết nối với một cái ngôn ngữ bậc cao thì nếu bài tập lớn bạn nào cô bên lớp cô Châu thì cô Châu đã đưa ra là không yêu cầu bắt buộc, tức là bạn nào liên kết được thì khi đấy chúng ta sử dụng một ngôn ngữ bậc cao, thì khi đấy chúng ta làm những cái hội thoại, làm những cái kiểm tra nó đẹp hơn, nó thành một hệ thống hơn, thì khi đấy sẽ có điểm cộng cho cái bài tập lớn. Còn không bắt buộc là phải liên kết. Nhưng tất cả những cái yêu cầu gồm có yêu cầu có view này, gồm có thủ tục này, gồm có hàm này, gồm có trigger này, và gồm có cái việc là xác định những quyền truy xuất cho cơ sở dữ liệu đấy, thì các em phải có hết một thành phần này. Thành phần thứ năm đó là thiết lập cái quyền truy xuất, thì các bạn có thể làm chung với nhau cả nhóm. Còn với view, với thủ tục, hàm và trigger thì các em viết trong bài tập lớn, các em phải viết rõ ràng ra bạn nào làm cái gì, bạn gì nào làm cái gì, thủ tục nào là của bạn nào, thủ tục nào của bạn nào. Nhưng dĩ nhiên không phải là gì, các thầy cô sẽ hỏi trên thủ tục đấy là của, ví dụ thủ tục đó là của Mạnh thì cô chỉ hỏi Mạnh về cái thủ tục của Mạnh, không phải, không hẳn thế đâu, không hẳn thế. Bởi vì mặc dù đấy là phân cho thủ tục là tương ứng với thủ tục này là bạn A làm, tương ứng thủ tục này là bạn B làm, thì bắt buộc chúng ta đều phải hiểu tất cả và cái form dạng của nó thì giống giống nhau rồi, cái form thì giống nhau về cấu trúc rồi, quan trọng là nó làm ra cái gì và em hiểu cái đấy. Các thầy cô có thể hỏi cái đó là một, thứ hai đấy là hỏi về bài tập lớn, và thứ hai là sẽ hỏi về code. Chắc là hỏi thi xong cô có bố luôn tại điểm lúc đó. Thì các em phải nộp bài tập lớn tầm hạn cuối, chắc là cái tuần cuối cùng, cuối của tuần cuối cùng. Có kịp không nhỉ? Bởi vì hôm em đợt này có mấy mấy môn bài tập lớn. 4 môn à? 3 4 4 Hình như là 4 môn. 3 3 4 4 môn. 1. Môn cô này, môn cô Hương này. Môn thầy Trung nhá. Môn thầy Lân ạ. Môn thầy Lân. Thầy Lân bắt lớp á, bắt tập lớn à? Chuyên ngành của em đợt này học mấy môn? Có 3 môn à? Học 5 môn ạ. 5 môn, có môn nào mà tập lớn nữa? Năm môn môn gì, mạng đúng không? Không Các cô đã nói là một nhóm chỉ có tối đa là 3 người thôi. Hạn cuối là trong tuần này lớp trưởng phải nộp cho cô nhé. Cô đã nói là tuần thứ, hôm nay là tuần thứ mấy nhỉ? Hôm nay tuần thứ năm đúng không? Tuần thứ năm nộp là danh sách là vừa rồi. rồi trong hôm nay em nộp rồi. Đấy. Thì sau khi mình phải mất mặt bằng chung, bởi vì bình thường cô thấy những năm trước thì lớp của cô nó hơi thiệt thòi một chút, vì các bạn yêu cầu các bạn phải làm nhiều hơn, nhưng cuối cùng chấm thì chấm các giáo viên chấm thì nó lại cái quan điểm nó lại tương đương nhau, cho nên cô thống nhất thế là chúng ta sẽ cứ theo cái lớp yêu cầu ít hơn. Này bạn nào làm liên kết được thì khi đấy chúng ta điểm cao hơn, tức sẽ có điểm cộng về cái vấn đề này. Chúng ta có mấy phần view này, thủ tục, hàm, trigger, làm bộ là 5 phần.
5 phần thì sẽ có thêm một cái điểm nữa là điểm về việc kết nối đấy. Có ai có thắc mắc gì về bên đây để nó được còn không ạ? Cô em hỏi là lúc mình viết code ạ? Có lẽ bài tập lớn mình viết code chữ SQL xong rồi lúc chạy ở trên web thì chuyển sang máy SQL có sao không cô? Không sao cả, cô đã bảo là riêng với lớp mình thì có thể thế được mà. Vì các lớp cô dạy thì cô cho phép đồng ý nộp cả hai loại code mà. Code MySQL thì cô sẽ báo các thầy. Còn hỏi thì hỏi làm bình thường này thì em làm MySQL hay làm SQL? Nếu thường thì sẽ là cô hỏi. Thường thì cô sẽ chịu trách nhiệm hỏi chính các em. Còn giám thị 2 có thể là hỏi hỗ trợ. Thì chắc là thầy Tuấn cũng vẫn, nếu mà thường thường cô hay đi hay hỏi thi của thầy Tuấn, chắc thầy Tuấn không vấn đề mãi kêu thoải mái. Nhưng mai sau em sẽ còn học tiếp một môn hoặc là cô hoặc là thầy Tuấn về khai phá nữa mà. Môn này mới là chỉ là môn cơ bản thôi. Thế nào? Thắc mắc gì không? Làm bài tập thêm nhé.